ta bán là bán nguyên cái búp, thì cái phần trên lúc nào nó cũng non ngon, từ từ phần dưới thì sẽ già. Thì nếu mình mua lẻ thì người ta mình sẽ lựa những cái phần non nó trên đọt đừng, còn cái phần dưới nó vàng thì sẽ già. Trước khi chế biến thành món ăn, người ta thường đem củ hủ dừa đã cắt khúc hoặc thái lát mỏng ngâm với nước đá có hòa nước cốt chanh tươi hoặc giấm. Có thể thêm vào chút đường. Làm như thế, củ hủ dừa sẽ giữ được độ giòn và màu trắng, có vị ngọt đượm hơn khi chế biến món ăn. Củ hủ dừa khi mà về cái mình sẽ cắt miếng vừa ăn, thì có thể có nhiều người cắt lát mỏng, có người cắt hình con chì, vừa ăn rồi mình ngâm qua giấm với xíu đường, thì để cho tạo cho nó không bị đen. Trong các món ăn chế biến với củ hủ dừa, người ta thường chuộng món gỏi củ hủ dừa tôm thịt hơn cả. Món ăn với những nguyên liệu hết sức dân dã như củ hủ dừa, tôm, thịt và các rau gia vị vườn nhà, nhưng lại là món ăn bàn tiệc được nhiều người ưa thích. Để chế biến món gỏi củ hủ dừa tôm thịt, các nguyên liệu cần có gồm củ hủ dừa, phần non và ngon nhất, Trang từng muỗng nha này nha. tôm sú, thịt ba rọi, Rồi trang như này. Rồi hành ngoài này. tây, cà rốt, rau răm, thêm chút hành phi và đậu phộng. Ngoài ra cần có nước mắm, đường, muối, ớt sừng và nước chanh. Sau khi đã sơ chế xong phần củ hủ dừa, tôm và thịt được rửa sạch rồi đem luộc chín. Các đầu bếp lưu ý, cần chọn được tôm sú còn tươi, còn to, mình dày. Thịt ba rọi chọn loại thịt có màu sáng. Phần nạc và mỡ tương đối đều nhau để món gỏi không bị khô cũng không quá ngấy. Một bí quyết luôn được các đầu bếp khuyên người nội trợ là khi tôm đã được luộc chín, ngâm tôm vào một tô nước lạnh hoặc nước đá để tôm được săn giòn, có màu đỏ đẹp mắt. Sau đó bóc vỏ, bỏ đầu tôm để dễ thưởng thức hơn khi hoàn thiện. Thịt ba rọi luộc chín, sắc miếng vừa ăn, rồi để riêng để trộn với gỏi. Rau củ để trộn gỏi cũng cần được sơ chế trước để đạt được độ ngon nhất. Cà rốt sắc miếng vừa ăn, có thể ngâm với nước lạnh pha chút đường để tăng độ ngọt. Rau răm sắc nhuyễn để tăng thêm hương vị cho món gỏi. Hành tây sắc mỏng, ngâm nước lạnh để bớt hăng. Tất cả đều cần để cho ráo nước trước khi chế biến. Các rau củ thì trước tiên mình sẽ chế cái phần củ dừa. Củ dừa thì khi về sẽ cắt miếng vừa ăn, xong mình ngâm qua giấm đường để cho nó không bị đen và nó thấm gia vị. Thứ hai là cà rốt cũng cắt theo cái vừa ăn như cái củ dừa luôn, và có thể rửa qua nước lạnh hoặc mình ngâm nước giấm đường luôn, mình ngâm giấm đường để cho nó thấm. Tiếp theo là hành tây thì khi mình về lọc vỏ xong mình cắt miếng mỏng, nhưng mà nếu mà cắt dày quá nó sẽ bị hăng, thì cắt mỏng xong mình cũng ngâm qua nước lạnh hoặc là nước đá thì càng tốt để cho nó hành tây nó giòn hơn nhiều. Muốn có một món gỏi ngon, cần phải pha được nước trộn gỏi ngon. Đảm bảo đủ các yếu tố về độ mặn, vị ngọt, chua, cay phải hài hòa với nhau và hài hòa với các nguyên liệu trộn gỏi. Người miền Tây khi trộn gỏi thường thích dùng ớt sừng bởi loại ớt này có độ cay vừa phải, lại có màu sắc đẹp, làm cho món gỏi trông bắt mắt hơn. Ớt sừng trước khi trộn gỏi sẽ được loại bỏ phần hạt, luộc lên cho chín. Sau đó sẽ được xay chung cùng các gia vị khác trong nước trộn gỏi. Các đầu bếp nhiều kinh nghiệm đã đúc rút được một tỷ lệ vàng
cho việc pha nước trộn gỏi. Nước trộn gỏi thì người ta thường thường có thể sử dụng chanh hoặc là tắc. Thì hôm nay mình sử dụng chanh, thì công thức trộn gỏi mình cũng có thể là sử dụng, tôi thường thường đó là khoảng là 200g cốt chanh và 370g đường, 75g ớt. Thì ớt đó là mình sử dụng ớt sừng để mình tạo thêm cái màu sắc cho nó đẹp. Thì mình bỏ hạt, mình luộc cho nó chín, xong mình để ráo, mình cho vào máu xay chung. Thì tiếp theo là 25g muối và khoảng 2 muỗng rưỡi nước mắm, tất cả mình cho vô máy tố mình xay. Xay xong mình cho vô tủ mát để cho nó tạo thêm cái độ xanh. Người miền Tây trộn gỏi củ hủ dừa thường trộn làm hai lần để các nguyên liệu không bị ướt và nát, cũng để các gia vị được thấm đều hơn. Lần đầu là trộn nước trộn gỏi cùng các nguyên liệu rau củ như củ hủ dừa, cà rốt, hành tây, rau răm. Một điều đáng lưu ý là hành phi và đậu phộng chưa được cho vào trong lần trộn này. Rồi cho em muỗng hết ít thôi nha. Quá trình trộn gỏi thì thường thường mình hay trộn gỏi nên trộn hai lần để cho ra gỏi nó thấm nhiều hơn. Thì lần thứ nhất mình cứ trộn những rau củ chín như là củ dừa, cà rốt, hành tây, còn dạng như rau răm, hành phi, đậu phộng thì mình sẽ cho vô sau. Nếu mình cho vô sớm thì nó sẽ bị dập và nó mềm, nó không có ngon. Sau khi trộn gỏi lần một, các nguyên liệu được đổ ra một cái rổ cho ráo nước. Sau đó, tôm, thịt, hành phi, đậu phộng được cho vào để trộn cùng nước gỏi lần hai. Mục đích của việc này giúp cho món gỏi luôn ráo, giòn và không bị đọng nước. Sau khi gỏi đã được trộn đều, thấm gia vị, cho phần gỏi ra đĩa trang trí, món gỏi sẽ thật hấp dẫn bởi sự đa màu sắc cùng hương thơm của chanh, của tỏi ớt hòa quyện cùng các gia vị, thu hút thực khách ở bất kỳ vùng miền nào. Gỏi của hủ dừa đúng điệu bao giờ cũng phải có đủ tôm sú bóc nõn, thịt ba chỉ, củ hủ dừa bào mỏng, rau răm, hành tây, đậu phộng rang giòn. Tất cả trộn đều lên cùng với các loại gia vị tạo thành một đĩa gỏi củ hủ dừa tôm thịt đầy màu sắc, đậm đà hương vị khó quên. Đi kèm với món gỏi này, bao giờ cũng có thêm chén nước mắm chua ngọt và những chiếc bánh phồng tôm giòn tan, béo ngậy. Củ dừa thường thường mình sẽ ăn kèm với bánh phồng tôm. Có những loại gỏi đặc trưng thì có thể người ta ăn kèm thêm bánh đa. Nước chấm mình sử dụng là nước mắm chua ngọt. Nước mắm chua ngọt thì mình cũng có tỷ lệ để mình pha để cho nó rõ ràng. Thì có thể thường thường là mình sử dụng hai phần nước, một phần nước mắm, một phần đường. Thì còn lượng chanh thì có thể mình gia giảm theo cái vị chua của mỗi người, cái sở thích mỗi người. Cái món dừa này mình rất là mới ăn lần đầu. Và mình tưởng là nó là món trộn của người Bắc là miếng măng. Nhưng mà cái món dừa này thì cái cảm giác của mình đầu tiên đó là nó tạo vị giòn trước. Trong cái gỏi cuốn này đầu tiên cái đánh mà cái vị giác của mình á là có chua và vị ngọt. Thì cái vị chua của nó đó là nó làm cho mình kích thích thèm ăn, và cái vị ngọt của nó đó làm chúng ta ăn không ngừng miệng được. Thì trong cái món này á, cái độ ngon của nó nằm ở cái mùi thơm tạo ra cái mùi đặc trưng của nó là mùi đậu phộng á.
là cái mùi thơm của cái rau húng lủi này á, nó cũng tạo cho mùi hơi cái cay và một chút xíu của rau răm. Và với cái hai nữa là cái dừa này á rất là hiếm. Rất là hiếm được để được ăn cái món này. Thì cái dừa nó tạo ra vị mát và cái vị giòn vừa phải. Và ăn với cái bánh á, thì cái bánh này chúng ta thấy đã được trình bày rất là đẹp như của bông hoa. Khi mà cái bánh nó đã có độ giòn và cái dừa nó có độ giòn nữa, thì khi hai cái giòn nó trộn trong miệng chúng ta, thì chúng ta cảm giác nó nổi lớp bớp như trời mưa vậy đó. Chúng ta cảm giác mình ăn rất là một món mà vừa lạ mà vừa ngon miệng, mà hầu như những cái món gỏi khác làm mà không bằng. Đó là món đặc trưng của cái gỏi cuốn làm dừa này.